Chào mừng mọi người đến với bản tin nhanh của Cryptolic VN ngày hôm nay. Đây là Cryptolic VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolic mỗi ngày. Giá Bitcoin biến động mạnh, nhà đầu tư nên chọn mặt gửi vàng. Giá Bitcoin liên tục biến động trong những ngày qua, đi cùng với đó là loạt tin tức về kinh tế không mấy tốt đẹp, khiến thị trường tiền điện tử chìm trong sắc đỏ. Tháng 4 trở thành nỗi ám ảnh của các nhà đầu tư tài sản nhiều rủi ro. Vậy trong thời điểm này, nhà đầu tư nên lựa chọn loại coin nào để về bờ? Bitcoin lấy lại cột mốc cuối ngày thứ 6. Các nhà đầu tư Bitcoin tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thất vọng khi nhiều tin tức không tốt liên tục xuất hiện như việc nền kinh tế vĩ mô tương đối ảm đạm và một đợt tăng lãi suất nửa điểm được dự đoán áp dụng trong tuần này. Tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây được giao dịch trong khoảng 38.000 đô, tăng 2,4% trong 24 giờ qua, nhưng giảm 17% so với tháng kết thúc của tháng 3. Đây là tháng tồi tệ nhất trong năm 2022 riêng với tiền điện tử. Ether, đồng tiền điện tử lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường, cũng chung chiến tuyến với Bitcoin và đang giao dịch ở mức khoảng 2,8.000 đô, tăng khoảng 3,9% so với ngày hôm trước, nhưng ít thay đổi so với cuối ngày thứ 6. Hầu hết các loại tiền điện tử lớn khác gần đây đều tăng. Mã thông báo Luna của Terra và SOL đã tăng lần lượt hơn 5% và 7%. Đồng meme coin phổ biến là Doge đã tăng gần 6%. Jody Pasquale, giám đốc điều hành quỹ Bitbull Capital cho biết, hiện tại không có chất xúc tác tăng giá lớn nào và BTC có khả năng giảm trong phạm vi này hoặc phá vỡ mức thấp nhất hiện tại trước khi bắt đầu đợt tích lũy mạnh hơn. Việc thiếu chất xúc tác tăng giá và chứng khoán Hoa Kỳ cho thấy sự suy yếu cũng như chỉ số đô la Mỹ tăng, tất cả những yếu tố này tiếp tục đè nặng lên BTC. D. Pasquale cho rằng quyết định của Ủy ban thị trường mở liên bang có khả năng cố gắng kiềm chế lạm phát thông qua việc tăng tỷ giá diều hâu. Điều này có thể ảnh hưởng đến biến động giá cả. Fed cũng dự kiến trình bày việc giảm danh mục tài sản thế chấp và chứng khoán kho bạc vốn đã tăng lên 9.000 tỷ đô trong thời kỳ đại dịch. Sự sụt giảm của tiền điện tử trong những ngày gần đây phần lớn ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán. Khi các nhà đầu tư tránh xa các tài sản mang tính rủi ro, chứng khoán công nghệ trên sàn Nasdaq đã giảm 4% vào thứ 6, chỉ số S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 3,6% và 2,7%. Vàng tăng nhẹ. Nasdaq 100, chỉ số của hầu hết các công ty công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe đã giảm mạnh 13% trong tháng 4. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại trên toàn thế giới là kết quả của cuộc xâm lược vô cớ của Nga và Ukraine. Hôm thứ 6, Liên minh châu Âu báo cáo rằng nền kinh tế của 19 quốc gia sử dụng đồng euro chỉ tăng 0,2% trong quý đầu tiên của năm. Nền kinh tế Hoa Kỳ cũng tăng trưởng chậm chạp 0,4% so với cùng kỳ. Giá năng lượng tăng và việc đứt gãy trong chuỗi cung ứng đang ngày càng trầm trọng hơn do các cuộc tấn công của Nga đã gây trở ngại cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. 5 loại tiền điện tử đáng cân nhắc trong tuần: BTC, Luna, Near, VET, GMT. Hãy quên tháng 4 với đầy nỗi buồn dành cho các nhà đầu tư chứng khoán và tiền điện tử, cùng điểm qua một số đồng coin đáng để bạn cân nhắc trong thời gian tới. BTC. Mặc dù Bitcoin đã trượt xuống đường hỗ trợ vào ngày 30 tháng 4, nhưng sự phục hồi nhẹ của nó cho thấy phe bò đang bảo vệ mốc 38.000 đô bằng tất cả khả năng. Nếu đà phục hồi có thể duy trì, phe bò sẽ cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Trong trường hợp thành công, cặp tiền này có thể tăng lên mức trung bình trong 50 ngày qua là khoảng 41.000 USD. Đây là mốc thường thấy của Bitcoin trong suốt nhiều tuần qua. Luna, token Luna của Terra đã duy trì đà tăng trong vài ngày qua. Hiện tại, phe bò đang làm hết sức để giữ mốc 75 đô. Cặp Luna USDT hiện có thể cố gắng phục hồi đến đường EMA 20 ngày 88 đô. Nếu giá giảm xuống đường EMA 20 ngày, nguy cơ mất mốc 75 đô là rất lớn. Ngược lại, nếu phe bò đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày, thì cặp này có thể lấy lại được mốc 100 USD một lần nữa. Near. Sự thất bại của phe bò trong việc đẩy giá token Near lên trên mức 18 đô dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong vài ngày qua. Giá đã trượt xuống ngưỡng hỗ trợ tâm lý ở mức 10 đô la vào ngày 30 tháng 4, nhưng sự phục hồi mạnh mẽ ngày hôm nay cho thấy lực mua tích cực của phe bò. Nếu người mua đẩy giá lên trên đường SMA 200 ngày 11,94 đô la, điều này cho thấy việc giảm xuống 10 đô la có thể là một cái bẫy giảm giá. Sau đó cặp Near USDT có thể tăng lên đường EMA 20 ngày 13,86 đô. Đây có thể là ngưỡng giằng co giữa phe bò và gấu. VET, VeChain VET đã củng cố mức giá trong một phạm vi lớn giữa 0,043 đô và 0,083 đô trong nhiều ngày qua. Việc bật lên khỏi mức hỗ trợ 0,043 đô la trong ngày hôm nay cho thấy rằng bên mua đang bảo vệ mức này một cách mạnh mẽ. Nếu động lượng mua duy trì và giá tăng trên đường EMA 20 ngày 0,055 đô la, điều đó cho thấy cặp VET, USDT có thể ở trong phạm vi này trong một vài ngày nữa. Ngoài ra, nếu giá giảm xuống so với mức hiện tại hoặc dưới đường EMA 20 ngày, điều đó sẽ cho thấy rằng nhu cầu sẽ cạn kiệt, những con gấu sẽ cố gắng nhấn chìm cặp tiền này xuống dưới phạm vi 0,043. Khi đó, cặp tiền có thể tiếp tục xu hướng giảm còn khoảng 0,034 đô la.
GMT, STEPN GMT đang điều chỉnh theo xu hướng tăng. Một dấu hiệu tích cực là phe bò đã không cho phép giá phá vỡ dưới đường EMA 20 ngày 3,13 đô. Điều này cho thấy tâm lý vẫn tích cực và phe bò đang mua vào khi giảm. Người mua bây giờ sẽ cố gắng đẩy giá lên mức kháng cự trên 4,17 đô. Nếu người mua vượt qua rào cản này, cặp GMT USDT có thể tiếp tục xu hướng tăng của nó. Sau đó, cặp tiền này có thể cố gắng phục hồi lên mức tâm lý ở mức 5 đô la, đường EMA 20 ngày đi lên, cho tín hiệu có lợi cho người mua, nhưng chỉ báo RSI đang hình thành sự phân kỳ tiêu cực cho thấy đà tăng có thể đang suy yếu. Nếu giá giảm xuống và phá vỡ dưới đường EMA 20 ngày thì việc bán ra có thể tăng lên. Sau đó, cặp tiền có thể giảm xuống SMA 50 ngày 2,08 đô. Và đó là bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo cùng CryptoLikeVN mỗi ngày, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!